môn thể thao này cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đi lên của mình. Trong danh sách tham dự SEA Games 29 tại Malaysia sắp tới, đoàn thể thao Việt Nam có 4 môn được cử đi theo nguồn xã hội hóa, đó là bowling, bơi nghệ thuật, hockey trong nhà và cricket. So với kỳ SEA Games 28 thì có 2 môn được chuyển lên sử dụng kinh phí nhà nước là bóng rổ và golf. Đây có thể coi là một dấu hiệu lạc quan đối với những người làm thể thao xã hội hóa, luôn có khả năng được nhà nước chú ý đầu tư phát triển. Bởi những môn thể thao xã hội hóa như bowling vẫn đang phải đối mặt với những sự thờ ơ, bán chuyên của chính những người chơi do thiếu sự đầu tư. Vận động viên chúng ta thì đa số các vận động viên chúng ta là vừa đi làm vừa đi tập. Đấy, vì đây là môn xã hội hóa nên cái việc mà để mà đạt được những trình độ của các vận động viên các nước thì mình phải có một cái kế hoạch tập trung dài hạn và có một cái chế độ chính sách tốt để làm sao vận động viên có thể an tâm với cái việc là đi tập, đi thi đấu. Kinh phí nhà nước cũng phải phân bổ hợp lý và có trọng điểm, nhưng có những bộ môn như đua thuyền buồm nhận lợi thế từ tự nhiên Việt Nam ít nơi sánh bằng, tiềm năng phát triển là không nhỏ.